Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 23 tháng 8, là ngày lễ kỵ cơm của bà Cố. Thì nhân dịp ngày lễ kỵ cơm hôm nay, Hà Như sẽ gửi tất cả quý vị bốn câu tâm cầu trong bài hát được mang tên Về Quê Ngoại. Dòng sông nào đã gắn bó cả đời tôi, ngoài buồn ngoài lây đang gánh gia đình nên bỏ ngoài phải không con? Tội con lắm ngoại ơi, con nào dám đâu nghĩ vậy, mẹ sanh con ra làm trầm ngâm nói ngoài con vẫn nghe thương đồng. Ai nói cháu ngoại thì xa, cháu nội thì gần, con thì vẫn một lòng thương ngoài. Dẫu nhà ngoài nghèo siêu dẻo ở gian sông bờ kính tất thành lời, mùa này mưa gió chợt chân đường về ngoài sáng đi chiều tới, công việc bên chồng con vai nam thương đến lâu về thăm để ngoài buồn ngoài nhớ. Bờ mơ đứng
hình của ngoài. Bởi miền đất Trung Kiên quê hương thành lời, hơn 30 năm rồi vẫn giữ nghĩa sáng lòng tin. Con như thấy ngoại già bắt ông ai sao, lòng thanh bạch không bao giờ thay đổi. Cố chợt nhớ câu thì vẫn rồi ngoại già trong tôi để lại trong con nỗi nhớ trên đời.